Vâng, và như vậy là Beckham đã đọc tên của Lionel Messi và chủ nhân của bóng vàng thứ 8 chính là Lionel Messi mọi người ơi. Một giây phút phải nói là vô cùng xúc động lúc này. Drogba đang vỗ tay và đây là một khoảnh khắc thật sự là nghẹn ngào. Những cái ôm thật sự là mọi thứ đang ở đây và mình không biết phải nói sao, nhưng mà chủ tịch của Miami đang trao cúp cho Lionel Messi. Anh đi đây về anh ơi. Nhất hạnh phúc nha, sướng nhất anh đấy. Mọi người ơi, và mình đang có mặt tại sự kiện của Love Manto Liquid Love và mình vừa nhận một tin không thể vui hơn, đó là mình sẽ lên đường để đi dự gala của bóng vàng mọi người nhá. Và ngay lập tức thì gala của bóng vàng không phải bóng vàng Việt Nam các bạn nhá, là bóng vàng thế giới. Messi sẽ là lần thứ 8 và có thể đây sẽ là lần cuối cùng của anh Messi. Mình sẽ hồi hộp mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ lập tức là chuẩn bị về Hà Nội để có thể là lên đường ngay lập tức nhé mọi người nhé. Mọi người cùng chờ hành trình của mình 24 giờ như này nhé. Còn sự kiện Love Manto thì hôm nay Việt Anh sẽ biểu diễn thầy Phúc nhá. Thầy Phúc luôn. Ok, cố gắng nhá. Anh đi nhá. Kim em dài. Sau 2 tiếng bay thì mình đã về đến Hà Nội rồi mọi người ơi, và bây giờ thì mình sẽ về nhà lấy đồ, sau đó ra sân bay để có thể đáp chuyến bay sang Paris lúc 23 giờ 40 phút đêm nay nhá. Ok mọi người ơi, và đây chính là sân bay Nội Bài. Hôm nay thì hành trình đi Pháp này của mình sẽ có anh Tiến Vũ nữa. Nếu mà các bạn nào mà theo dõi hội cổ động viên của Barcelona thì chắc là không thể biết không biết anh ấy. Một người mà rất nhiều lần gặp Messi rồi. Và trong những người chuyên gia săn cầu thủ. Đã tới Paris anh em ơi, bây giờ thì về khách sạn nha. Uầy, anh Tiến ơi, anh có nhiều đồ ấy nhỉ? Để anh show cho mọi người xem một tí được không? Đây mọi người, anh Tiến lên đồ đây nha, chuẩn bị sẵn sàng là đi dự gala bóng vàng đây. Hôm nay hai anh em là vừa mới thay đồ xong đây. Anh có những gì đây anh? Ồ, một cái tạp chí của Fan Football này. Wow, có hình Messi. Năm Messi nhận quả bóng vàng thứ 7. À, không biết là năm nay có quả thứ 8 không đây? À, có một bức tranh có hình Messi với 7 quả bóng vàng luôn. Wow. Trượt. Quá xịn sò, quá xịn sò mọi người ơi. Đấy. Ngoài ra đây có những gì anh? Hình như là đây là một tấm vé của trận chung kết có chữ ký. Đây là tấm vé của trận chung kết giữa Pháp và Argentina. Đúng rồi. Wow, quá xịn sò. Còn đây là giày đúng không anh? Giày World Cup. Giày World Cup có chữ ký của Messi luôn. Wow, quả một bộ sưu tập rất là giá trị của ông anh tôi đây. Cả bản giày vô địch Copa America 2021. Wow. 2021. Wow. Đúng là đây là dân chơi đấy, dân chơi sưu tầm đích thực đấy. Wow. Chữ ký Messi đẹp nha mọi người nha, mọi người nhìn này, đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy. Kỷ niệm 15 năm kết hợp giữa Adidas và Messi. Ôi, cảm xúc của anh bây giờ là sao trước khi anh em mình đi dự gala bóng vàng năm nay? Năm nay thì có lẽ đến 99% là Messi sẽ vô địch rồi. Với tư cách là một dâu con chính hiệu thì sẽ rất là vui mừng rồi. Dâu con mà lại cạo hết dâu này. À tại hôm nay Messi cũng cạo dâu đúng không anh? Hôm nay em cạo dâu. Ok ok, bây giờ thì em sẽ đi rửa mặt mũi chân tay xong rồi em thay đồ rồi anh em mình lên đường nha. Không chỉ chuẩn bị trang phục thật là đẹp mà mình còn chuẩn bị rất là kỹ càng cho khâu mặt tiền, tức là khuôn mặt nha mọi người ơi. Và đầu tiên thì sẽ dùng sữa rửa mặt của Manstay Simplicity giúp làm sạch dầu thừa và bụi bẩn trên da, làm cho mình cảm thấy vô cùng tự tin và sảng khoái. Ok mọi người ơi, và bây giờ thì sẽ xài Manstay Simplicity mọi người nhé. Đấy, vừa xong thì rửa mặt xong rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là xoa kem lên mặt. Nói chung là hôm nay đi gặp Messi này, ai đây nhỉ? Alan này, Mbappe này, dù khi cả ai nhỉ? Kevin Viner đúng không? Rất là nhiều siêu sao nữa này, nên là hôm nay từ biết đâu anh em mình đã lên hình nên là phải chỉnh chu một tí ấy. Đấy, dưỡng da tí cho nó kiểu gọi là trắng sáng tí. Bình thường là mấy anh em kiểu suốt ngày là đi ra ngoài sân bóng ấy, nên là kiểu da mình bình thường là cũng bị đen đi nhiều ấy. Nhưng mà sau khoảng 4 đến 5 tháng nay là mình sử dụng cái Manstay Simplicity mà mình thấy là da mình cũng ổn hơn rồi. Anh em thấy không? Da ổn rất nhiều. Còn đây phần thừa thì mình có thể là mình bôi vào tay hay là gì ấy luôn để cho da nó mềm mịn. Đấy, giờ thì sẵn sàng là chuẩn bị lên đường thôi. Thật sự là cảm giác lúc này là vô cùng hồi hộp với mọi người ạ. Tại vì đây là lần đầu tiên mà mình được tham gia một gala của bóng vàng như thế này. Hôm nay thì mình và anh Tiến chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái pic hình đẹp này, sẽ có rất nhiều clip hay cho mọi người xem một lát nữa thôi đây. Đấy, rồi, giờ ngon nghẻ đấy mọi người ơi. Mọi người đánh giá cho quả outfit này là bao điểm đây? Cảm ơn Manstay Simplicity nhá. Sẵn sàng lên đường thôi. Yes. Đây là khu vực ngoài cổng mọi người nha, và lúc này thì có rất đông cổ động viên đang có mặt tại đây. Bây giờ chúng mình sẽ tìm lối để đi vô nhé. Hello mọi người. Tiếp theo là khu vực check-in để lấy vòng tay. Có thể thấy là ban tổ chức ở đây có một cái quy trình rất là chặt chẽ từ đầu đến cuối. Chúng mình sẽ có một chiếc vòng VIP nha. Hãy cùng chờ xem.
hôm nay sẽ làm những gì ở đây đây. Tiếp theo là tay của mình nha. Lúc này thì mình đang vào từ rất sớm mọi người ạ. Bạn để chờ đợi cái dịp tuyệt vời này. Quả những khoảnh khắc mà mình nghĩ là khó có thể tin nổi. Mình đang ngồi ở ngay dưới tầng 1 nha mọi người nha. Đây là một vị trí rất ok luôn, thật sự rất tuyệt vời. Hôm nay cùng chờ xem là Messi sẽ có bóng vàng thứ 8 như thế nào mọi người nha. Bản thân mình là một fan của Ronaldo nhưng mà mình tin là cái khoảnh khắc mà Messi và Ronaldo đã làm trong suốt những thời gian qua nó rất là tuyệt vời và rất là kỳ diệu ấy. Nên là thật sự thì cả hai mình rất là tôn trọng và rất là yêu mến. Và bây giờ thì sự kiện chuẩn bị bắt đầu rồi mọi người ơi. Và thật sự là ngồi ở khu vực này mình thấy khó tả thật sự ấy. Kiểu ngay phía trước mặt chúng ta kìa, toàn là các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới luôn. Đúng là kiểu như mơ ấy. MC hôm nay chính là cầu thủ nổi tiếng người bờ biển Nga, từng đá cho Chelsea. Nếu mà các bạn nào xem bóng đá lâu năm thì sẽ nhận ra ngay anh ấy đúng không? Ai biết comment ngay lập tức đây là ai nhỉ? Đây là ai nhỉ anh em ơi? Chắc chắn rồi, đó chính là Didier Drogba mọi người ơi. Và đây chính là Lionel Messi mọi người ơi. Đây sẽ là ứng cử viên đăng ký cho quả bóng vàng thứ 8. Và chắc chắn rồi, chúng ta cùng chờ xem là hôm nay thì liệu Messi có mang được quả bóng vàng thứ 8 về nhà của mình không nha. Toàn dàn cầu thủ thôi, rất nổi tiếng. Và phía sau chúng ta thấy là có Erling Haaland kìa. Và Jude Bellingham. Bellingham gần đây phong độ cũng rất là cao mọi người ạ. Và cặp đôi này hứa hẹn sẽ là những cái người tranh bóng vàng ở những kỳ tiếp theo đây. Một khoảnh khắc phải nói là rất lâu rồi mới thấy lại đúng không anh em? Khoảnh khắc mà Mbappe và Messi đứng gần nhau. Họ đã rời xa nhau kể từ khi Messi sang Miami. Và xin được chúc mừng Jude Bellingham với một phần thưởng vô cùng cao quý. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Và tiếp theo đó là phần thưởng dành cho Erling Haaland. Chàng trai này thật sự là một con quái vật với khả năng săn bàn vô cùng tuyệt vời. Anh ấy là chủ nhân của giải thưởng tiền đạo xuất sắc nhất năm. Và tiếp theo là phần thưởng câu lạc bộ nam của năm và không ai khác đó chính là câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Và sau đây sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng 2023, Lionel Messi. Chúng ta đừng quên là dành một lời chúc cho Lionel Messi với quả bóng vàng thứ 8 lần này nha. Thật sự thì Messi đã làm rất tốt tại World Cup vừa qua, đúng không anh em? Ông em Speed này anh em ơi. Trời ơi, đang live stream luôn. Để một lát nữa mình sẽ ra quay clip cùng Speed, mọi người cùng chờ đợi nha. Hai anh em fan Ronaldo gặp nhau ở đây thì thật sự là rất là thú vị đây. Thật sự cảm xúc của mình bây giờ là vô cùng khó tả, mình không thể tin nổi là mình đã có mặt tại gala bóng vàng lần thứ 67 này và hôm nay mình gặp được rất là nhiều siêu sao. Mình không thể tin nổi là Messi ngồi ngay ở phía kia cách mình chỉ tầm chục hàng ghế thôi mọi người ơi. Và vừa xong gặp gỡ tất cả các siêu sao, chụp ảnh cùng Haaland và rất nhiều siêu sao nữa, đúng là đối với mình ấy. Ngày hôm nay đúng kiểu giấc mơ thành hiện thực ấy mọi người ạ, không thể tin nổi. Mình đã từng là một cậu bé và đã xem rất là nhiều những gala trao bóng vàng mà Messi và Ronaldo nhận và mình đã từng ao ước là có một ngày kia mình sẽ ở đây để có thể để chứng kiến. Và thật sự thì hôm nay có thể nói là mình đã chứng kiến có thể lần cuối cùng của Messi nhận bóng vàng và cái cảm xúc đối với mình bây giờ nó là vô cùng hạnh phúc và vô cùng khó tả. Tuy không phải là Ronaldo nhưng mà là một fan của Ronaldo đi cũng hơi tiếc cái thần tượng của mình, nhưng mà mình nghĩ là Messi năm nay rất xứng đáng và có thể đây cũng là lần cuối cùng để khép lại cái kỷ nguyên của Ronaldo và Messi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của mình nha. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên dành một like, một subscribe và ủng hộ Phúc trong những clip tiếp theo nha. Và thật sự thì cảm ơn Manchester City cũng như FPT đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này. Yes!